Tại sao bạn thích bạn trai đọc sách ngôn tình? Em hỏi thì nếu mà anh thích đọc sách ngôn tình thì em tránh. Trời ơi. Dạ, em tên là Hoa. Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên ạ. Em tên là Đông Hùng. Năm nay em 24 tuổi và em là nhân viên kinh doanh. Đẹp trai, phong độ, có nghề nghiệp ổn định như vậy, mình chưa tìm được cho mình một cái đối tượng nào à? Dạ thì nó cũng có lý do anh. Lý do gì? Dạ đầu tiên thì do là công việc của em á, thì làm trong công ty của chị em. Thì trong đó thì toàn là bà con không. Với lại khách hàng mà mình tiếp cận á, thì lớn tuổi không. Nên là em không có kiếm được cái đối tượng của mình. Cái thứ hai nữa là khi mà ra đường á, gặp một bạn gái nào đó thì em không có dám chủ động làm quen hay gì đó. Tại sao không dám? Dạ cũng bị một lần bạn gái đó từ chối nên là cũng mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Dạ. Hoa thì sao? Hoa rất là trẻ, sinh viên trường gì em? Dạ em học Đại học Quốc gia. Mà sinh viên thì cái tuổi còn đi học mà quá trời người xung quanh bạn bè, tại sao lại dạ, đến rồi, với chương chị. Trình? Tại vì trong môi trường em học á thì các bạn của em nam rất là nhiều, nhưng mà em chỉ có thể trao đổi bài vở thôi chứ không thể nào có một cái tình cảm đặc biệt hơn. Thế đó giờ mình đã có mối tình nào chưa? Dạ em có một rồi ạ. Chia tay lâu chưa em? Dạ cũng một năm rồi chị. Rồi thì mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình. Sở trường của em là nấu ăn cũng khá tốt. Rồi những cái thứ mà liên quan đến mỹ thuật á, ví dụ như là cắm hoa hay là trang trí món ăn hay là vẽ linh tinh. Vậy là ổn ha, người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà điểm xấu của em lại là hay nóng ạ. Mà nóng cỡ nào? Dạ ví dụ như là cái công việc không có theo ý em thì em hay dễ cáu lắm. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai có gương mặt sáng, tính cách thì phải quyết đoán nhưng mà vẫn phải biết lắng nghe. Nếu mà thích đọc sách thì em còn thêm điểm cho. À hèn chi. Được không? Yêu cầu bên đó được không bạn? Dạ được anh. Em hay đọc sách lắm anh. Đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm anh đó? Dạ chắc được. Nhưng mà anh thích đọc sách gì ạ? Sách và kinh doanh. Kinh doanh. Anh có đọc ngôn tình không đấy? Cái ngôn tình đó chắc anh không đọc. Rồi rồi. Em thử nói một vài câu ngôn tình cho nó đẹp coi. Không, nãy giờ em đâu có nói là em đọc sách ngôn tình đâu. Nhưng mà tại sao bạn thích bạn trai đọc sách ngôn tình? Không, em hỏi thì nếu mà anh thích đọc sách ngôn tình thì em tránh. Trời ơi. Hên quá. Hên quá. Yêu cầu bạn gái như vậy. Rồi còn mình yêu cầu như thế nào? Và em thích một người bạn gái cao khoảng 1m6 trở lên, gương mặt dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì em thích một người là hiền lành, biết quan tâm tới người khác, biết thương yêu cha mẹ, không nóng tính. Bên kia nóng tính. Dạ có gì em kìm. Mình có những cái ưu khuyết điểm nào? Dạ ưu điểm của em á thì là em vui vẻ, hòa đồng. Với lại trong công việc thì khi mà xác định làm cái việc gì rồi á là em làm tới cùng chứ không có bỏ dở. Còn về khuyết điểm của em á thì em có tính là hay quên, ví dụ như là quên chìa khóa nè, điện thoại nè, tiền nè, ví dụ nhiều khi mà đi ăn á cái quên đem tiền, quên đúng đem không? Tiền quên đem tiền. Cũng kỳ lắm mà nha. Dạ. Đi ăn bạn gái mà cứ ngày nào cũng quên đem tiền để bạn gái trả cũng hơi lộ à. Chuyện đó là lâu lâu mới quên chị ạ. Tôi quên hoài đi ăn quên tiền lắm. Có một cái có nghĩa là cái quên đó của em nhưng mà ai thiếu nợ em lại nhớ dai lắm. Dạ. Chị hỏi Hoa một tí nữa là bây giờ cái điểm nào mình không thích? Dạ em không thích mẫu người con trai mà tính lề mề á chị, không đúng giờ rồi công việc thì hay trì hoãn này nọ, em không thích như vậy. Chị biết rồi, để chị coi. Dạ chào chị Cát Tường. Ôi trời ơi, chị đẹp quá, ngưỡng mộ em. Dạ. Quá mặc dù chưa biết em là ai mà ai tặng hoa chị hay ngưỡng mộ lắm. Dạ bây giờ em không thích cái điều gì ở người phụ nữ nhất? Em không thích là người phụ nữ không biết quan tâm gia đình, trang điểm quá lè lè. Có cái tài năng gì không? Mình thể hiện chút xíu năng lực. Dạ sở tài năng thích. Thì em không có chị. Về sở thích của em thì em thích chơi thể thao, có thể nấu ăn được. Thể thao môn gì? Đá banh đó chị. Hát được không? Dạ hát thì em ở chung với chị nên là mỗi lần mà hát thì chị em kêu là em mà hát á thì hàng xóm người ta ăn cơm vô. Là coi như hát dở đó đúng không? Dạ hát dở. Hồi đó giờ chương trình này hát hay nhiều rồi, hát dở chưa thấy, mời em hát một khúc dở. Ăn thua mình gan. 2, 3. Dạ giờ em xin hát bài Lâu đài tình ái đi cho nó hợp với lại không khí ngày hôm nay. Đúng, chính xác. Hát dở chị đừng có chê ha. Không chê, khen thưởng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, để một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi.
Ổn mà, được mà phải không quý vị? Được rồi. Chào em. Em chào anh ạ. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn. Sách gì vậy? Hồi nãy giờ thấy hỏi hoài đó. Đó là cuốn sách em rất thích. Em hy vọng anh cũng thích cuốn sách đó. Anh thấy, anh nhìn là anh cũng thấy thích rồi đó. Anh thấy em như thế nào? Về ngoại hình á. Về ngoại hình thì anh thấy em rất là sạch sẽ. Mới vô cậu đầu. Dạ không anh. Không lẽ anh là ở dơ. Sạch sẽ có nghĩa không phải có nghĩa là ở dơ. Thì anh cứ coi chương trình khác. Dễ thương xinh cái gì đó. Dạ không, câu câu đó có nghĩa là người ta không có ngược đãi cơ thể người ta. Mặc đồ rất là biết đẹp. Biết rồi, nhưng mà tự nhiên giờ gặp em nói mày sạch sẽ rồi nha. Kỳ lắm nha. Làm lại. Dạ. À, anh thấy em rất là xinh. Cảm ơn anh ạ. Em thấy anh sao? Nhìn anh rất là thể thao, em cũng thích người biết chăm sóc bản thân mình. Bình thường nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu? Em thích đi uống cà phê. Em có gì hỏi anh không? Em đang là sinh viên thì anh có nghĩ đó là một vấn đề không? Không em, anh suy nghĩ nếu mà em sinh viên thì cuối cùng em phải ra trường và đi làm thôi. Câu cuối cùng tỏ tình với nhau như thế nào? Dài hay ngắn chị? Dài cũng được, ngắn cũng được. À thì anh thấy hai mình gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên số. Chắc là kiếp trước cũng có nợ nần gì nên là chắc mới lên chương trình này. Nên là anh nghĩ là mình trong một cái khoảng thời gian ngắn ngủi này mình cũng chưa hiểu nhau hết. Thì nếu mà được á thì sau chương trình này thì mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Em thấy sao? Dạ em sẽ cân nhắc. À rồi, ok. Dạ. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất đẹp, một cặp đôi tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Mong rằng các bạn sẽ tiến xa hơn trong con đường hôn nhân.